Dạ vâng, xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đã quay trở lại với chương trình giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng mỗi ngày của em. Vâng, hôm nay thì em sẽ dành tặng cho các bác, những bác mà gọi là những người có tiền và thực dụng này. Đó, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Porsche, mà điều đặc biệt của nó là chủ nhân chính là em luôn. Chủ nhân chính là em, chủ kênh luôn các bác nhé. Đó, và điều đặc biệt thứ hai là chủ nhân của chiếc xe này là bác Lê Công An. Đấy, là một người rất có tầm cỡ, rất là một người rất có tiếng trong giới kinh doanh. Bác Lê Công An, các bác cứ search trên mạng là có thể biết. Bác ấy là chủ tịch của một tập đoàn, công ty cổ phần, công ty sao vàng Việt Nam các bác nhé. Đó, đấy, bác nào mà có tầm cỡ thì sẽ nhìn cái biển này thôi là cũng sẽ biết được là chủ nhân chính là bác Lê Công An. Và chủ nhân chính là tên, đứng tên đăng ký luôn các bác nhé. Nhưng mà cái biển này thì đã được em rút hồ sơ vào tên em rồi. Đó, em rút hồ sơ vào tên em rồi. Thì đợt vừa rồi là em định lấy một cái biển đẹp, biển tứ quý, nhưng mà cũng chưa lấy được. Cho nên là em sẽ bán chiếc xe này, em sẽ nhượng lại chiếc xe này cho bác nào có duyên với chiếc xe này các bác nhé. Đó, thì là chiếc xe này thì nó rất là đẹp luôn các bác. Bác Lê Công An thì bác ấy cũng rất là giữ gìn, bác ấy cũng không đi mấy. Và điều đặc biệt là sơn zin của nó là còn 100% các bác nhé. À, không phải 100%, xin lỗi các bác, nó là còn gần như 100% thôi. Nó sẽ là 90%+ các bác nhé. Và gần như 100% em khẳng định luôn. Đó, khẳng định với các bác nhà mình luôn là gần như còn 100%. Dạ vâng, xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đã quay trở lại với chương trình giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng mỗi ngày của em. Vâng, hôm nay thì em sẽ dành tặng cho các bác, những bác mà gọi là những người có tiền và thực dụng này. Đó, một chiếc xe đến từ thương hiệu của Porsche, mà điều đặc biệt của nó là chủ nhân chính là em luôn. Chủ nhân chính là em, chủ kênh luôn các bác nhé. Đó, và điều đặc biệt thứ hai là chủ nhân của chiếc xe này là bác Lê Công An. Đấy, là một người rất có tầm cỡ, rất là một người rất có tiếng trong giới kinh doanh. Bác Lê Công An, các bác cứ search trên mạng là có thể biết. Bác ấy là chủ tịch của một tập đoàn, công ty cổ phần, công ty sao vàng Việt Nam các bác nhé. Đó, đấy, bác nào mà có tầm cỡ thì sẽ nhìn cái biển này thôi là cũng sẽ biết được là chủ nhân chính là bác Lê Công An. Và chủ nhân chính là tên, đứng tên đăng ký luôn các bác nhé. Nhưng mà cái biển này thì đã được em rút hồ sơ vào tên em rồi. Đó, em rút hồ sơ vào tên em rồi. Thì đợt vừa rồi là em định lấy một cái biển đẹp, biển tứ quý, nhưng mà cũng chưa lấy được. Cho nên là em sẽ bán chiếc xe này, em sẽ nhượng lại chiếc xe này cho bác nào có duyên với chiếc xe này các bác nhé. Đó, thì là chiếc xe này thì nó rất là đẹp luôn các bác. Bác Lê Công An thì bác ấy cũng rất là giữ gìn, bác ấy cũng không đi mấy. Và điều đặc biệt là sơn zin của nó là còn 100% các bác nhé. À, không phải 100%, xin lỗi các bác, nó là còn gần như 100% thôi. Nó sẽ là 90%+ các bác nhé. Và gần như 100% em khẳng định luôn. Đó, khẳng định với các bác nhà mình luôn là gần như còn 100% các bác. Đó, tại vì là chủ trước là bác Lê Công An, bác ấy cũng dựng là một người mà cũng có tuổi rồi. Bác ấy sinh năm cũng 1959, cho nên là bác ấy đi xe rất là giữ gìn, rất là điềm đạm. Gần như chiếc xe này là rất ít khi mà lăn bánh ở trên đường. Đó, vâng, thì là thực sự là em có duyên với những chiếc xe đẹp nên là em mới sở hữu được chiếc xe này của bác đấy. Đó, thì bác ấy có để cho em, em cũng chiếc xe nó rất là đẹp đấy, nên là em cũng muốn lấy một cái biển thân là đẹp ở Hải Dương của em đấy. Nhưng mà vì một số lý do nên là cũng không thể lấy được chiếc biển đẹp này, cũng không thể lấy được chiếc biển đẹp của biển Hải Dương. Đó, thì là em thì em cũng muốn nhượng lại cho bác nào mà yêu cái đẹp, biết cái đẹp đấy, để mà chăm chút em nó giúp em đấy. Thì thực sự chiếc xe này thì là về tay em thì em cũng chăm em nó rất chi là cẩn thận, rất chi là kỹ càng. Đó, em chăm như nào là vì em về em đã lên một cái bộ vành. Đấy, bộ vành này rất là nhiều tiền luôn nha các bác nhé. Bộ vành và một bộ lốp mới rất là nhiều tiền, chính hãng của Porsche luôn. Đó, bộ vành của em cũng mấy trăm triệu.
Và cái tiếp theo là được em nâng cấp là bảo dưỡng chính hãng, thay thế 4 quả sóc bóng hơi mới cứng luôn ở trong hãng Porsche. Đấy, chi phí bảo dưỡng đợt vừa rồi nó tầm khoảng hơn 300 triệu, có hóa đơn, có lịch sử ở trong hãng Porsche các bác nhé, chứ em không hề nói khoác, không hề nói láo, tại vì là nói có sách mách có chứng. Các bác có thể check ở trên hãng Porsche, có thể ra lịch sử chiếc xe này của em là vừa rồi khoảng 3 tháng trước em đã bảo dưỡng ở Porsche các bác nhé. Đấy, em là một người cũng rất là yêu xe và đam mê xe, cho nên là đắp tiền vào xe để cho đẹp, em không bao giờ em tiếc. Đó, đây các bác có thể thấy này, Porsche thì nó là một cái dòng được chuyên gia đánh giá là một cái dòng xe rất là đẳng cấp, phân cỡ SUV gầm cao, nó rất là đẳng cấp, dành cho những bác mà gọi là những người mà có tiền. Đấy, thì là ở chiếc phiên bản này, Porsche Việt Nam thì là có 4 phiên bản nha các bác nhé. Có 4 phiên bản. Đấy, phiên bản nó là có phiên bản là 3.0 này, đấy, Cayenne này, và Cayenne S này, và Cayenne Turbo này. Đấy, thì là ở phiên bản của em này này, nó là một phiên bản cao cấp nhất các bác nhé. Phiên bản cao cấp nhất Cayenne S Turbo. Đó, máy là sở hữu khối động cơ V8 Turbo. Đó, chiếc xe này mới chưa đăng ký, nó đã rơi vào khoảng tầm sấp xỉ 6 tỷ đồng rồi, chưa tính tiền ra biển các bác nhé. Nếu mà tính tiền ra biển thì nó phải hơn như thế, nó rơi khoảng tầm hơn 6 tỷ. Đó là chưa tính những cái chi phí mà nội thất, chủ nhân có thể tùy chọn nội thất để đặt thêm các bác nhé. Đó, Porsche thì nó là một cái thương hiệu mà đàn anh đứng đầu bảng của Đức, trên cả Mercedes, trên cả BMW các bác nhé. Đó, trên Mercedes, trên B, và cho người dùng những cái tùy chọn nội thất, có thể theo sở thích là do các bác có thể đặt. Đó, đặt hàng thì ở phiên bản này của em thì đã được chủ nhân đặt một cái cửa lốc Paloma toàn cảnh. Đó, và một số các chi tiết nội thất khác các bác nhé, tí em sẽ cho các bác nhà mình được trải nghiệm. Đấy, những chiếc xe này bác nào mà có thể mà chưa đủ khả năng thì có thể ngắm để trải nghiệm, để biết thêm một cái dòng xe Porsche. Còn bác nào mà yêu thích Porsche thì có thể là quan tâm tham khảo để xem chiếc Porsche này có phù hợp với các bác không các bác nhé. Đó, thì là ở chiếc Porsche này thì đã có một cái ngoại hình phải nói là rất là quyến rũ, với những cái đường cong, với những cái đường cong rất là đẹp. Đấy, nổi bật hai chiếc đèn đặc trưng của Porsche, đó là với những chiếc đèn mắt ếch, cảm giác như là nó nổi lồi ra và cái đầu của nó như là một con cá mập đấy ạ. Porsche này không chỉ bởi được cảm giác như là một chiếc xe nó rất là chắc chắn, mà hơn thế nữa nó còn mang lại một cái vẻ đẹp rất là sang trọng và lịch lãm. Đó, thu hút từ mọi góc nhìn luôn các bác ạ. Đó, con Porsche này thì là, đấy các bác nhìn này, cái bộ vành này, bộ vành này là một cái bộ vành đời mới các bác nhé, một cái bộ vành đời mới, đời 2015-16. Tổng thể của chiếc xe này thì cảm giác như là nó mang một cái hiệu quả mà khí động học rất là cao. Đó, cái phần mông này, đặc biệt là cái phần mông, nhìn cái phần mông nó bo tròn các bác ạ. Này các bác có thể nhìn thấy này, phần mông bo tròn rất là hấp hồn luôn, phần mông này rất là hấp hồn, nhìn rất là yêu luôn. Thực sự là chiếc KNS 2011 này thì nó là một cái sản phẩm mà có thể nói là hội tụ mọi cái yếu tố của một chiếc SUV thể thao, thỏa mãn mọi cái con mắt khó tính nhất các bạn. Con này là sản xuất 2011 các bác nhé, và lăn bánh cũng 2011 luôn. Đó, vâng, thì đây em có thể cho các bác xem này, cái cặp đèn của nó này, đây cái cặp đèn zin của em nó nhé các bác nhé. Đấy, cặp đèn này
đèn pha, bộ dây tơ, tinh cầu thủy tinh và tất cả là liếc theo góc lái. Đấy. Đây, rất là chắc chắn luôn, từ cái đường khe kẽ là các bác này. Đấy, zin này, không có một tí sơn nào luôn các bác nhé. Đây, không một tí sơn nào, nét căng luôn. Cảm biến xung quanh xe này các bác này. Đây, cảm biến này. Đấy, các bác nhìn có thể cảm biến này, đấy. Sơn của nó còn zin thì nó còn căng và mọng các bác. Cảm biến xung quanh xe này. Đây, từ cái khe kẽ các bác nhìn chưa? Sơn zin, xe mà ít bị sơn thì nó còn lét căng như này đây các bác ạ. Đó, đây, tất cả từ cái đèn này trong vắt luôn. Đây, từ cái đường khớp lối này các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, bác nào mà biết về xe này, đấy, chỉ cần nhìn như này là biết là cái xe là có bị sơn hay bả hay không này. Đấy, hay va chạm này. Đó. Rất là chắc chắn, rất là bệ vệ luôn. Đây. Đấy, cái vành đã được em nâng cấp nha các bác nhé. Vành thì đã được em nâng cấp rồi. Đây, bên trong là các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, nó mới chưa? Đấy, các bác không ạ? Nó mới không? 2011 đấy các bác. Nhưng mà đi rất là ít. Các bác có thể nhìn từ cái củ phanh này. Đấy, củ phanh này rất là đẹp luôn. Đấy, nó bẩn thôi. Đấy, em đi nó bẩn. Là răng. Đấy, lốp đây. Lốp là cũng được em mới thay. Một bộ vành và một bộ lốp luôn. Đấy. Cái bậc để chân này thì là được lắp thêm này các bác này. Còn nguyên bản là nó chưa có các bác nhé. Vâng đây. Cái gương của nó đây. Rất là to bản, rất là chắc chắn luôn. Đi con này thì rất là phê. Cảm giác tăng tốc rất là mượt mà. Đây, cái vành này cũng vậy. Các bác có thể quan sát này. Vành rất là to, vành thể thao mà. Bộ vành là 21 inch các bác nhé. Các bác nhìn này. Một dàn lốp em mới thay luôn. Đó. Phanh đây, các bác có thể thấy này. Đây nó mới từ trong cái thảm này các bác này. Đây, cái thảm này các bác có thể quan sát này, nhìn này. Không khác thì xe mới. Đấy. Thực sự con này thì có 2011 thật, nhưng mà em nghĩ là lắm chiếc xe mà 2018-19 có thể là nó sẽ chỉ tương đương nhau thôi các bác nhé. Là vì chủ nhân đi rất là dữ. Đấy, không đi đến mấy. Đây, cái đèn các bác nhìn này. Đó. Vẫn còn mới keng luôn. Tất cả các chi tiết này, cảm biến này. Lét căng chưa các bác? Nhìn các bác nhìn cái bô này. Nó khác xe mới đâu ạ. Đó. Cảm biến xung quanh xe. Sơn zin hết nha các bác nhé. Đèn pha này mới chưa các bác? Rất là mới luôn. Cây NS ôi trời. Đây. Cái bô này các bác này. Đây, cho các bác xem này, cái bô cái gầm này. Úi trời ơi. Các bác nhìn này, nó có mới không ạ? Đấy là những chiếc xe mà em tuyển chọn đấy ạ. Đây. Mới keng luôn. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Quan sát này. Tất cả các đường khớp lối này không có bị sơn bả gì nhé các bác nhé. Con xe của em rất là đẹp luôn. Hàng tuyển của em đấy các bác. Thực sự là những chiếc xe mà mình mua được của những người chủ mà vía tốt thì các bác đi về nó cũng rất là may mắn. Chiếc xe này là chắc là các bác đã biết là em giới thiệu ngay từ đầu rồi. Chủ nhân là một người rất có tầm ảnh hưởng, một người doanh nhân trong giới kinh doanh. Đó. Đây các bác này. Mà mới lắm, chiếc xe nói chung là rất là mới. Vâng. Đây, các bác nhìn cổ phanh này. Đấy. Nét căng luôn, từ các chi tiết. Quá là đẹp luôn. Thực sự là Porsche thì không thể nào chê được rồi. Đây các bác này, vành này. Cổ phanh của nó đây. Các bác nhìn này, nó mới chưa? Rất là mới luôn. Đây, các bác có thể thấy này. Các bác có thể quan sát này. Đấy. Ốc này. Mới keng luôn. Đó, bên trong gầm đấy các bác. Đó. Vâng. Thì đấy, các bác có thể quan sát ở bên ngoài rồi. Đấy. Giờ em sẽ cho các bác ngắm về nội thất nhé. Đây. Các bác xem. Con xe rất là mới, xe mới chạy được có mấy vạn thôi.
xe mới chạy được có hơn 6 vạn thôi, rất là mới. Đây các bác có thể nhìn thấy này, tất cả các chi tiết này lép như soli luôn. Đấy. Thực sự chiếc xe này thì chắc chắn là không thể nào chê được một cái gì luôn các bác nhé. Nó là siêu mới, siêu đẹp luôn. Trên thị trường em khẳng định là không có luôn. Từ cái bản của nó là Turbo S, bản cực hiếm luôn. Bình thường các bác chỉ sở hữu được những bản thường thôi. Nhưng đây con này, tất cả zin hết các bác nhé. Zin đét hết, rất là mới, rất là mới. Đây các bác nhìn này, cái nước sơn này gần như còn 100% luôn các bác nhé. Đây các bác này, em là rất có duyên với những chiếc xe đẹp. Đây các bác này, các bác nhìn nó xịn sò chưa. Đó, xịn sò các bác. Đây vô lăng này đã được em lên vô lăng 25-16 các bác nhé. Đây vô lăng này. Đấy, em độ lên rồi. Em thay một vô lăng ở hãng Porsche. Đấy, thảm da lông cừu. Đó, đây ghế của nó đây. Các bác có thể thấy đây ghế đây. Khác thì xe mới không ạ? Rất là mới luôn. Và đây trần các bác nhé. Đấy, con này là có cửa lóc, cửa sổ trời Paloma toàn cảnh này các bác này. Đấy, các bác có thể quan sát nhìn thấy này. Đấy, bản bình thường là chỉ có cái cửa sổ lóc thôi nhé, nhưng bản này là em đã phải đặt, bác ấy đã phải đặt thêm tiền thì mới có được cái mà gọi là cái tính năng đó. Đây các bác này, nhìn tất cả các chi tiết rất là xịn sò luôn, toàn mạ chrome lốc hết luôn này, tất cả các chi tiết này các bác nhìn xịn sò không ạ. Đấy, rất là xịn sò luôn này, nói chung là rất là mới, rất là mới luôn. Này nó mới lắm đấy các bác, không thể chê rồi. Cửa thì đương nhiên là chắc lịch rồi, chắc như lắm cơm rồi. Này các bác có thể thấy này, xuất sắc luôn, rất là mới luôn chứ không phải là không. Đó. Đây các bác, đây. Rất là mới luôn. Hàng ghế sau này nhìn rất là xịn sò luôn này, ghế sau này mới đét luôn. Này các bác có thể thấy ghế này. Và đương nhiên rồi, ngồi trong Porsche thì như là ngồi trong những khoang máy bay các bác. Nội thất của nó rất là sang trọng và đẳng cấp. Đây các bác có thể thấy này, rất là nhiều chế độ này, điều hòa này. Đấy, tất cả mọi cái này, chất thì thôi rồi luôn, ngồi thì êm ái, rộng rãi, thoải mái. Nói chung là đẳng cấp, xứng đáng là một thương hiệu mà gọi là nổi tiếng và không thể chê được về những cái tính năng sang trọng, quá là đẹp luôn. Nội thất da bò thì nó luôn là đẳng cấp rồi các bác ạ. Ôi trời ơi, xịn sò quá cơ đó. Vâng, thì chiếc xe này thì trước mới phải bỏ ra rất là nhiều tiền, hơn 6 tỷ, nhưng mà bây giờ giá cũng rất là yêu thương thôi. Đấy, bằng 1/3 thôi, chưa bằng 1/3 các bác. Đây các bác nhìn này. Đấy, rất là mới, rất là mới các bác nhé. Tất cả các chi tiết này nó mới lắm đấy ạ. Đây các bác này, sơn zin gần như 100% các bác nhé. Đây cốp sau này các bác này, cốp sau được các bác. Rất là chắc chắn luôn. Cánh cửa bên này đây cho các bác xem này. Lét như soli luôn ạ. Là chấm hết luôn rồi. Túi khí thì quanh xe rồi. Thực sự là rất là mới các bác ạ, rất là mới. Đây, cái này vẫn còn dán ni lông này các bác này. Đây, cẩn thận như thế này. Đây này, ghế này. Ghế sau rất là mới luôn các bác nhé. Ghế sau mới lắm đấy. Đây, các bác này. Nội thất như là những khoang máy bay luôn các bác. Một chở mà, rất là đẳng cấp rồi. Đây các bác này.
rất là mới luôn ạ. Tất cả mọi các chi tiết luôn. Thực sự là nó không khác gì những chiếc xe M218 các bạn ạ. Không khác gì những chiếc xe M218-19. Mới quá cơ. Sơn zin gần như còn 100% thì các biết, bác biết rồi. Vâng, đây này. Rất là xịn sỏ luôn. Thực sự là có cảm giác như là đang ở trong một cái khoang lái của máy bay vậy các bác. Này. Ôi trời ơi, sao nó lại phê thế này. Sướng, đẳng cấp, xứng đáng đồng tiền bát gạo. Đây các bác này. Tất cả mọi chi tiết này rất là xịn sò này. Đó. Vâng. Thì là đây các bác nhé. Đây con này là có rất là nhiều chế độ luôn. Này. Nhiều lắm đấy các bác ạ. Nó sẽ có tùy chọn nội thất chế độ này. Rất là nhiều chế độ lái sport thể thao này. Và chống trơn trượt này. Xuống dốc này. Rồi là chế độ hệ thống treo sport này. Hệ thống treo bình thường này. Hệ thống treo confort này. Rồi là hai cầu này. Cầu trước cầu sau này. Rồi là chạy đường tuyết này. Rồi là lưng hạ gầm này. Này lưng hạ gầm này các bác nhé. Lưng gầm hạ gầm có hết luôn. Đấy. Và rất là nhiều các chế độ khác luôn. Thực sự là rất là nhiều. Đây, vô lăng rất là nhìn rất là xịn sò và sang trọng các bác. Đó. Rồi. Em sẽ cho các bác nhà mình xem cái máy để thấy được chiếc xe này nó đẹp toàn diện như thế nào các bác nhé. Em cho các bác xem cái máy này. Bác nhà mình xem cái máy nhá. Sợi ơi. Đây, các bác này. Khoang máy của em nó đây. Đó. Cabo này, khoang máy này. Tất cả các bác này. Đây, những chiếc xe đẹp thì nó thế này đây các bác. Đây, ốc này. Zin từng con ốc này các bác nhá. Ốc nhái này, tất cả này. Ốc này chưa vặn một con nào này. Từ các chi tiết nhỏ nhất này. Đây, khoang máy các bác thấy chưa? Nó rất là dày dặn luôn. Rất là kín, khoang máy rất là kín. Nhìn rất là chắc chắn. Này, con này là khối động cơ turbo S các bác nhé. Đấy, con này là bản full. Đây các bác này, ốc nhái này, zin từng con ốc này mà không có dầu mỡ gì luôn nha các bác nhé. Thường thường những cái đời này là dầu mỡ nó rất là nhiều. Đây những cái con này đây. Các bác có thể quan sát thấy này. Khô gioăng luôn, máy khô gioăng luôn. Và ốc nhái zin đét hết từng con ốc luôn các bác nhé. Tất cả các cái chưa có động chạm sửa chữa gì các bạn. Máy khô gioăng luôn, máy rất là kín. Đây, anh em các bác có thể nhìn thấy từ cái này. Nếu mà nó còn nguyên thì là ốc nhái nó vẫn còn nguyên thì chưa thể nào mà ra động chạm gì đến được. Đấy, từ cái ốc trên nhỏ nhất này các bác nhé. Đấy. Này, để em xem có nhấc được ra không. Ở cái này chắc là không nhấc được ra rồi. Đấy, nó phải có ốc. Đấy. Đây, nhưng đây các bác này, tất cả này rất là mới này. Mình nhìn những chi tiết này thôi là sẽ hình dung ra được cái xe nó như thế nào các bác. Ốc nhái zin đát hết từng con ốc luôn, chưa có tháo vặn gì luôn các bác nhé. Vâng, rồi ok. Vâng, thì bác nào mà yêu thích mà có duyên với con Porsche này thì em sẽ để thì các bác cứ alo cho em, cứ alo cho em để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là mọi cái về chiếc xe này các bác nhé. Chiếc xe này thì thực sự các bác là nó là chấm hết rồi, không thể chê được rồi. Đó, chỉ có bác nào là thích hay là không thôi. Còn riêng chiếc xe này thì không thể nào chê về một gọi là một khía cạnh nào cả các bác. Từ chủ nhân, chủ nhân thì rất là dữ rồi và bảo dưỡng cũng có lịch sử hãng chứ em cũng không thể hề nói mồm các bác nhé. Không hề tăng bốc lên được mà nó sẽ có lịch sử trong hãng. Em đã bảo dưỡng mấy tháng trước thôi các bác nhé. Và chiếc xe này đã được em rút cái biển này đi rồi các bác nhé. Em rút vào tên em rồi. Đó, thì bác nào mà mua thì có thể vào tên chính chủ tên các bác luôn các bác nhé. Vâng.
các bác nhà mình có thể ngắm qua một chút nhé. Bác nào mà thấy phù hợp thì cứ alo cho em. Và xin chào tạm biệt các bác nhà mình nhé.